Đây là lối đi xuống bờ biển của xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời điểm bây giờ không có sóng, không có gió nhưng sóng rất to. Ở đây là biển xâm nhập, xâm thực mặn nhiều, cho nên người ta đã phải làm kè. Hiện tại đang có đơn vị thi công rải đường để đi xuống làm kè. Từ vị trí bờ kè ra đến mép nước hiện tại có khoảng 10 mét. Phần rác để lại theo thủy chiều so với mặt mực nước hiện tại là khoảng 2 mét. Chiều cao sóng vào khoảng 1m2 đến 1m rưỡi. Sóng liên tục ập vào bờ. Chiều cao sóng khoảng 1m2 đến 1m rưỡi. Bước sóng vào khoảng 3m. Liên tục. Toàn bộ phía bên trên này là một roi cát cao khoảng 10 mét chạy dài suốt từ huyện Hương Trà, thị xã Hương Trà. Con sóng cách nhau vào khoảng 3 giây.